Mẹ đang đợi gì ạ? Mẹ thì cũng có làm. Thế là cuối cùng Mẹ không tìm được bể bơi ở đâu à? Không tìm bể, nó có đèn lại. Để về đây miễn phí. Kìa mẹ. Chị khỏe. Cái này á. Ăn đi. Còn ăn trước đi. Con không biết ăn à? Wow. Ăn đi. Không ngon phải ăn hết một nửa.